Mạnh Tiến xin kính chào anh chị và các bạn. Thì hôm nay lại là một mùa thanh lý của năm 2020. Em xin thanh lý chiếc loa S8 Daily, tặng kèm một micro không dây. Nếu mở nhạc hát bình thường thì mình nghe khoảng 4-5 tiếng. Nếu mà mình hát karaoke khoảng được 3 tiếng nhá. Có âm lượng echo, tổng chỉnh echo này, có âm lượng mic này, nhạc này. Đây âm lượng mic này. Thì chiếc loa này bán với giá siêu khuyến mãi 750.000 đồng. Thì bây giờ em sẽ thử test nhạc cho anh chị em nhà mình xem chất lượng âm thanh như thế nào. Đây. Lời yêu rời xa trái tim, tình mình là thế sao? Người đi lạnh căm một trái tim, không như nụ hoa khoe sắc hương thật nồng nàn, không như người ta đầy phấn son, không mang lời yêu nơi dối gian khi gặp anh, không như người ta dành cho. Đành ra đi thân sao khi bóng tối còn đây, chơi với mình em niềm đau xót. Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào? Sao anh bỏ em tìm ấm bên? Sao anh để xa tình yêu đó biết cay đắng? Tình đó với em là trái tim. Rồi quý vị đã nghe thêm một đoạn remix, bây giờ nghe một đoạn nhạc sàn, nghe xem chất lượng âm thanh thế nào nhá. Quý vị và anh chị và các bạn, nếu như mình đang muốn mua cho mình một chiếc loa, có thể làm trợ giảng này, giáo viên này, có thể cho trẻ con học hát này, hoặc là những bữa ngồi nhậu đơn giản mini gia đình này, anh chị em thì mình có thể mua ngay chiếc loa này Daily S8, giá siêu khuyến mãi chỉ với giá 750.000 đồng, lại còn bảo hành 4 năm anh em nhá. Ai anh em nào thích để lại số điện thoại, có người gọi điện tư vấn ngay anh em nhá. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.